Bí thư huyện ủy Thơ Lai Nguyễn Văn Phong cùng các ngành liên quan đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà tình nghĩa tại xã Xuân Thắng và thị trấn Thơ Lai. Đoàn đã kiểm tra việc xây dựng 2 trong số 16 căn nhà đại đoàn kết trong tháng 6 năm 2022 của huyện và công tác sửa chữa nhà tình nghĩa tại hai địa phương. Tính từ đầu năm đến nay, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện Thơ Lai đã quy động các nguồn lực được 2 tỷ 150 triệu đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 43 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, mỗi căn hỗ trợ 50 triệu đồng. Trong đó có 8 hộ nghèo người đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, quyện sửa chữa 9 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, kinh phí khoảng 200 triệu đồng.